Cảm ơn em. Biết con Trần My không? Em biết Trần My không? Chị thấy em có vẻ vui tính đấy. Chim. Ủa vậy hả? Đang bay chim không? Không, không nói lay chim đâu, con trực tiếp. Nó giỡn cái lay chim. Ngọc Trinh rồi đó. Ngọc Trinh với Thế Ly, Kiều Ly. Hello Ly Nguyễn nè. Hello Minh Ly. Anh trai dẫn đi ăn lẩu, mua hộp sòn tặng. anh trai yêu của em. Hello. Ủa đổi 13 rồi mình chưa đổi chứ. Hôm nay văn lồn cũng đổi 13. Cảm ơn em. À, xong 13 rồi đó. Mới 13 ra rồi hả? Nè. Ủa 13 hả? Ừ. Sắp ra 14 luôn rồi mẹ. Rồi hả? 13 năm nay nhiêu? Nhiêu anh? 50 nó đi con. Không phải anh đẹp của anh 13 mà nói gì vậy? Sao anh mạ sao giống 13 vậy? Anh giận á, đẹp anh, đẹp anh gì chứ anh giận vậy? Anh Thủy Facebook cũng hello tất cả các tình yêu. Mẹ chào cả nhà, chào các con ngoại nè, nay mà đi ăn ngoài vui quá nè, vậy bữa hù không đi. Chào tức cả nhà. Hello Phương Phạm nè, Phương Phạm rất là ghét mẹ. Nó cần Duy Quỳnh chứ, nó có dòng. Không biết nữa. Duy Quỳnh, ủa gì, Phương Phạm, ảnh khen mẹ hoài, ảnh gương nói mẹ. Cái gì Phạm? Phương Phạm. Ảnh cũng BD luôn, thế giới luôn, chung màu áo luôn. Đúng không, BD với nhau rồi đó. Mà sao anh... dựng vô được, cái này dựng vô đơn. Nó hải ly. Này có ăn bún mắm em ơi, này ăn mẹ này bên này rồi mẹ nha. Ăn cái chai không? Đâu ha. Mẹ phải ăn nước mắm này hay nước mắm này đi ha. Bỏ miếng ớt vô thôi mẹ. Nhiều quá. Các tình yêu ơi, các tình yêu ăn gì chưa nè, về dịch quá lâu lâu mới được đi ăn lần ấy. Nên thấy mọi thứ nó xung quanh nó chậm. Anh ơi, không 13 tặng em đi. Bữa nay anh order trước hả? Ngọc Trinh rồi đó. Cái tình yêu ăn gì chưa nè? Chào anh Phạm, cảm ơn anh nha. Trúc Linh là ai anh? Trúc Linh là đồng trâu. Là Trúc Linh. Cảm ơn em. Mẹ em dẹp này chị. Mẹ để nước bên đó. Cái bột. Cái lụng mìn rồi đó, cái chầm rồi đó, chầm mặn rồi đó. Còn răng đẹp quá ta. Răng mẹ chị đẹp hơn chị nha mấy em. Tại vì mẹ chị làm tự nhiên, còn chị làm... chị làm quá rồi đó, quá đi ra. Mẹ chị đẹp hơn chị là tự nhiên chị già. Chị già mà. Dạ, cảm ơn anh. Chị bệnh bỏ gì vậy? Có nào nhút không? Ơi, cho đau cao cái thêm chanh đi chị. Có là nhút đó, có là nhút không có. Lát rồi. Ơn cho thêm chanh đi chị, dạ. Có chanh nè. Ủa, nó nóng rồi, nó nóng như cây lò. Có, này thấy nó có chạy rồi nè. Có chạy mà giờ nó bung rồi, nó bung chỉ rồi. Cảm ơn chị. Nè anh, nước mắm nè, mắm chấm keo ly. Nè, rồi mắm keo ly. Đúng rồi, mắm keo ly nè mọi người ơi. Mắm keo ly nó trầm, nó ăn trầm chua. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên giờ hết comment nè. Mắm kem có anh ơi, có mắm kem nè. Mắm linh châu.
cái gương trầm linh chết rồi, tự nhiên nó mất rồi nó ơi. Xui ghê á. Vừa vô cái nó bị mất cái tái châu. Cái châu chanh đó anh. Dạ. Nó Lâm Vinh Hải rồi đó, hello Lâm Vinh Hải nè. Lâm Vinh Hải cái này chắc khác. Nè. Để cái này nha. Nè, con. Vậy đó. Anh lấy nấm cho em nha em. Nấm tuyết rồi đó. Tuyết tử cung rồi đó. Cảm ơn em. Nấm tuyết rồi đó anh, tử cung rồi đó. Có câu dừa hả anh? Ừ, có câu dừa. Đó không ạ? Đúng rồi. Nhúc rồi đó, đâu nhúc dừa. Này đâu nhúc dừa. Dừa xiêm nè. Nói cùng nó điên rồi. Thôi cho hai người ăn hết. Đứa con hả? Ôi, từ từ. Nhiều quá ăn hết. Nhiều quá nó bị ngán. Nắm đâu anh, nắm tử cung đâu như vậy. Cung có đủ nắm nè ba. Nắm có nắm. Còn chút chút vậy nó thương biết không? Vô nó nói này nó nọ, nó khùng nó điên. Các tình yêu ơi, chúc các tình yêu dễ thương nha, vui vẻ vui mãi thôi. Xem nó ít người 12 phút rồi đó. Chỉ như là mọi người rất là yêu thương em thì em cảm ơn mọi người đó. Các tình cảm đó mà chân thành dữ lắm, thật sự. Tối vui vẻ nha. Hai chanh lồ ngon lắm. Hai giờ lắm đó mẹ. Chắc vậy á. Cái ngon hả? Được ngon hả? Nắm. Nắm á. Ủa nhiều lắm nha. Đó, ừ, bỏ cái này con, cái đó dở. Cái đó là cái bầu ngư. Hỏi ăn bún hả mẹ? Bún nó no. Bún nó no, nó hết ngon. Cảm ơn cái tình yêu của em nè. Em chúc cái tình yêu nó mới vui vẻ nha. Em chúc mình vui nha. Bước sức nói vậy nha. Chỉ như Trần My á, nó ra nó Kelly ra album. Ca sĩ Trần My ra album. Thoải mái. Về nhà không ạ? Về nhà là đúng ngại vậy. Bên bút bên đây bên con. Mẹ em hơi ngại. Cảm ơn cái tình yêu nè, cái tình yêu thả tim cho em đi. Sao cái tình yêu ơi, cái tình yêu thả tim cho em đi. Trời ơi, nay thơ không có thấy được comment của mấy bạn lạ nè. Em xin lỗi mọi người nha. Hello Mạc Khánh Linh nè, hello Trương Quỳnh Anh. Lan Quế Phường tập này là tầm thường thì Lan Phục tập yên được rồi. Còn ngon á. Nóng đỏ gì? Mũi mắm ngon ha. Được ăn cái chấm xả, ngon rồi. Anh muốn cho con ăn bánh cà nhiều. Anh sụt cho nó bớt sâu đi anh, sụt cho nó bớt sâu. Anh Ly à, anh Ly Hảo nè, anh thấy món này luôn, thấy ăn có nước mắm trầm lan rồi đó, nước mắm của chả lan chứ,
chính là ăn nước này mẹ. Mẹ thích ăn nước nào? Nước này ngon mẹ. Nước nào ngon á, nói chung nước nào ngon á. Nước tô ly. Cảm ơn cái tình yêu của em nha, chủ thương cả nhà lắm. Mẹ em nè, mọi người. Anh Quân Phạm mới vô nữa nè. Chào mẹ, chúc mẹ ngon miệng. Chúc mẹ em ngon miệng nha. Anh nhờ anh Hảo chút mẹ, anh đi có đầu đủ mẹ không? Em cho anh xin mít ơi, cho chị xin mít cái muỗng múc á, muỗng nhỏ nhỏ á, để mình múc nước á mình rồi. Các hai gia lô được không? Nãy giờ khen ngoại lưỡng hương. Khen ngoại lưỡng hương. Bữa em đi chùa Thủ Long không gặp chị, chắc bữa đó chị không có đi đó em. Trời, em nói câu chị không biết đỡ sao luôn. Thì ví dụ chị có đi mới gặp, chứ không đi sao gặp được nè. Vì khi chị chụp hình trước chị chết in lại, chị thích đi chùa Vũ Long lắm luôn á. Chùa Vũ Long là một cái nơi gọi là rất tôn nghiêm, rất là thanh tịnh, rất là cảnh, rất phong cảnh, rất là đẹp rồi. Nói chung là rất là tuyệt vời, đơn giản là rất là tuyệt vời. Đỡ con đi kinh á, con gái cảm ơn em nha. Anh ơi, em phát quà nè, 2015, nó đi Linda 2015 rồi đó, hai gia lô, hai lô. Chào mọi người nha, chào tất cả tình yêu ơi. Nguyễn Minh Thanh nạn đĩ này vô nó cà khịa hoài à. Rồi cảm ơn con Phạm Thánh Linh. Cái tình yêu ơi, rất là hương cái tình yêu. Có lá chanh rồi nè, trà lá chanh. Lá chanh của gà nè, hai gia lộ. Nói thùng nó điên rồi nó ghét nè. Cái bánh bao sửng rồi đó, nó nghe này lỏng 13 ngon lắm á. Ê, thiệt. Xuất sắc luôn nha. Ngon nghi hơn ở ID luôn á. Biên Hòa lận, ở đây không có. Bạn em, bóng mà nấu đâu gì. Anh biết làm mà sao bóng mà làm mà sao dở được. Xuất sắc luôn nha, Thảo Ly ơi. Thảo ơi. Đó. Mà năng ngập lồn quá. Nhiều đồ lắm. Chịu rưỡi cái ngon lắm. Xui ghê. Thấy lên bình bùi. Sao anh không tương tác gì vậy anh? Cách cho anh lên đường quá. Bạn bè tương tác cho vui, nếu không tương tác thì vui. Ơ nó cay quá. Ủa sao nãy mấy cay vừa cay dưới ta. Tức con Hảo ghê. Ủa con Ly. Ta nắm đó là phải mồm nghịch tức. Cái lầu câu dừa kìa bỏ vô. Đây anh trai của mình nè mọi người, anh rất là thương. Mùa thu hả? Ủa anh quen mấy người? Nói chung là có lý do đó đi. Nói chung là chồng của anh Hảo hồi xưa. Đơn giản vậy. Anh tức quá, anh tức quá mọi người. Mẹ đang nhúc không? Con Lưu đặt giảm không? Nè con Lưu khúc ngon nha mẹ nè. Nè nè nè, ngon. Anh, khúc nhau. Ăn đi. Anh mẹ liền đi cho ngon. Tôi nó thấm tình rồi đó. Thấm nóng kêu ly trần chua kem chuyên. Cái miệng mà dễ thương à. À mẹ ăn trong viên cơm nè. Hôm nay cái không khí rất là ấm cúng. Mặc dù ít người lắm. Có 100 mấy chục người à. Mặc dù là thời tiết nó lạnh nhưng mà ăn lẩu rất là ngon. Ăn hai vô, hai vô, hai da lộ. Cái này nó đâu có già như anh. Nó không có già. Nó có già, nó có rễ luôn rồi nè. Nó có già nhiều á. Cái này đem bầm cho vịt ăn được. Cái đó gì vậy? Hai da lồ hả? Ừ. Đúng không? Nó đừng có chửi em nha. Rau quá trời rau luôn mà. Sợ nó bị gì. Nó bị già. Rớt rồi, thu quê kìa. Anh giấu giá em chi vậy? Thật bò không được. Không ăn được. Ăn cái chanh đi. Có mực ngon lắm, mực cũ đó. Nè 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 nè.
xỉu luôn á, đúng không anh? Bực non chậm chậm tư bỏ trời hay vô hello moon, hello moon nè, hello các tình yêu của Trinh nha, keo keo lôn chứ sợ thằng tiếng đâu anh, thấy bò quá trời luôn á. À, lấy bộ hai giờ đi chắc nó yếu tức ghê, hơi sai yếu rồi đó. Rồi ghê đó, hơi sai nó yếu rồi buồn. Anh có cần điện thoại lấy đi, lấy điện thoại đi, lấy đi, em đâu có nghĩ gì đâu, lấy đi lấy đi, kháng mà. Bạn hơi yếu quá mọi người. Bạn hơi yếu mọi người à. Giờ nó bình thường lại rồi đó. Không mà. Không ăn nước rồi. Nước mắm ngon quá à, nước mắm lợn ngon nè, ăn nước mắm đấy nè, đừng ăn đó, nước mắm đi ngon lắm, đưa đây. Chắc vừa ăn rồi. Nước mắm này ngon quá anh. Nó mãi á. Anh cho mày chấm này đi. Không chấm ủng lắm á mẹ. Nó làm ngon. Không? Hả? Không sao vô kêu chị chửi em đi rồi, tại sao chửi em, chửi ai cũng mến chị hết, tự nhiên chị chửi em khùng. Ngon quá, tôi chọn ngon quá, bò nó thì ngon. Bò nó thì ngon ghê á. Ủa nay giờ nó teo lại còn như đây. Lấy mực đi. Ngon. Thôi. Anh coi chẳng lồn không? Tết nó lên nhiêu không? 75.000. Xu lắm. Thấy gì vậy? Mẹ ăn đi. Cái này không cảm nha, tại mạng nó hơi yếu mọi người. Mạng hơi yếu á. Trời ơi, nó cạn em đi. Chứ tại tao có mày nọ đâu. Lắm. Cái thằng này tao tức mày quá. Thằng anh của tao nè. Bạn thân ơi. Sao mày không nói chuyện hả? Cái này ở đâu? Người quen thì kêu ra ăn luôn. Thôi vậy tắt like đi.